Thưa quý vị, theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch cúm gia cầm AH5N1 và AH5N6 đã xuất hiện rải rác trên đàn gia cầm tại một số địa phương. Cục Y tế Dự phòng đã có văn bản gửi các địa phương lưu ý nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người khi vận chuyển, buôn bán, tiêu dùng gia cầm dịp cuối năm. Đặc biệt khi thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Kiểm soát dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, Ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tăng cường quản lý các sản phẩm gia cầm đưa vào chợ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng gia cầm sống đang được kinh doanh giết mổ trong chợ. Đây là những hình ảnh được ống kính phóng viên ghi lại tại khu vực kinh doanh ngành hàng tươi sống, chợ phường 1, thành phố Vũng Tàu. Các hộ giết mổ gia cầm sống hành nghề ngay trong chợ, với ngổn ngang dụng cụ giết mổ, con sản phẩm để trên nền xi măng nhầy nhụa. Gần đó là các lồng sắt nhốt gia cầm sống, xung quanh xuất hiện nhiều chuột đang tìm thức ăn sơ giải. Dù khẳng định các loại gia cầm mình đang bày bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhưng hầu hết tiểu thương lại không cung cấp được giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm. Nà nam ở chợ thôi, chứ còn gà này gà của công ty hết. Như gà này là ngày nào cô cũng lấy, là cô bỏ công ty hết. Công ty nó lấy. Một ngày cũng chẳng có cơ quan nào mà kiểm dịch hay là xét nghiệm hay kiểm dịch gì cả. Thế còn gà thì cô lấy ở vùng là vùng của người nhà quê người ta. Ở vùng quê ở xa thì người ta cũng vùng đó thì cũng đâu có thú y, các cơ quan thú y thì cũng đâu có dịch bệnh gì đâu mà người ta cấp giấy. Chợ Rạch Dừa có 2 hộ kinh doanh thịt gia cầm. Theo quy định, cả 2 hộ phải xuất trình giấy chứng nhận của cơ quan thú y mới được đưa sản phẩm gia cầm vào chợ bán. Lò của người ta lấy có giấy kiểm tra an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi. Đó, thì là an toàn chứ làm gì nữa, phải không? Thì ban lý chợ cũng tăng cường tổ chức kiểm soát từ sáng sớm, hạn chế các hộ tiểu thương là kinh doanh gia cầm sống tại chợ. Mặc dù ban quản lý chợ Rạch Dừa có tiến hành kiểm tra kiểm soát gia cầm vào chợ, nhưng vẫn có tình trạng tiểu thương lợi dụng sự lơi lỏng để đem gia cầm sống vào chợ bán, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh cúm gia cầm. Bọn em lấy thì phải có giấy tờ đàng hoàng. Em thì em cứ để nhà, lúc nào mà họ kiểm tra thì bọn em cầm xuống, họ báo trước về. Chủ động phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây lan từ gia cầm, ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thường xuyên tuyên truyền cho tiểu thương về quy định không mua bán gia cầm sống chưa qua giết mổ trong chợ. Qua ghi nhận của phóng viên thời sự, đa số các tiểu thương đều chấp hành nghiêm quy định này, chỉ có một số ít vi phạm. Bên chị là mua hàng của công ty luôn chứ không phải là mua hàng trôi nổi ở ngoài, nên của chị, tụi chị là mua của hàng công ty luôn, nên là sáng là công ty là phải gần 3 giờ sáng là bắt đầu người ta mới làm xong mang tới ra cho tụi chị là 4 giờ là bắt đầu, là lúc đó là thịt nó mới tươi. Để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ban quản lý các chợ cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát, kiểm dịch gia cầm, không để các điểm mua bán giết mổ gia cầm sống tồn tại trong chợ. Bên cạnh đó, người mua cũng phải chủ động chọn mua thịt gia cầm có nguồn gốc rõ ràng ở những địa chỉ uy tín, qua đó không tạo cơ hội cho hoạt động kinh doanh giết mổ gia cầm sống tại chợ tồn tại.